diễn biến căng thẳng của dịch COVID-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã, đang tiếp tục nỗ lực triển khai nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, cấp điện an toàn, ổn định trong bất kỳ hoàn cảnh nào cho cả nước. Chỉ đạo tại hội nghị truyền hình trực tuyến vào chiều ngày 22 tháng 7, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân yêu cầu các đơn vị trong tập đoàn nghiêm túc, triệt để thực hiện các quy định phòng chống dịch của các cơ quan y tế trung ương và địa phương, của chính quyền và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tăng cường họp trực tuyến và làm việc trực tuyến, sẵn sàng các kịch bản đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho người dân, nhất là tại các khu cách ly, bệnh viện, các cơ sở điều trị, các địa phương đang là tâm dịch. Đẩy mạnh truyền thông nội bộ để toàn thể cán bộ công nhân viên nghiêm túc chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch. Đối với lực lượng trực vận hành tại các trung tâm điều độ hệ thống điện, các nhà máy điện, viễn thông dùng riêng đều được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bố trí luân phiên, cách ly tập trung tại nơi làm việc để đảm bảo công việc và phòng chống dịch tối đa. Cùng với việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trực thuộc cũng đã, đang tích cực động viên cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn tập đoàn, cũng như hỗ trợ chính quyền và nhân dân cả nước, nhất là các địa phương trong tâm dịch, bằng nhiều hình thức như tặng quà, nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiền và vật tư y tế. Đến nay, gần 45% cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng chống COVID-19. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị đã ủng hộ hơn 450 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trong cả nước. Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng khuyến khích khách hàng tăng cường thực hiện các giao dịch điện trực tuyến. Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo cấp điện an toàn, chất lượng, cũng như đồng hành với nhân dân cả nước phòng chống dịch hiệu quả.